Bé làm sao? Bé này sao? Hả? Làm sao? Sao mà sao? Bé làm sao? Đi đâu gia đình mình đi đâu đây? Đi nghe bà nhỏ cháu rồi nhỏ con này nó đi đây con chị hả? Mà nó sao nó ở đây? Ủa nhà chị ở Cà Mau mà sao đi nó đi đây chị vậy? Tôi đi kiếm đó chú. Đi kiếm nữa hả? Đi kiếm mà là mấy năm nay mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi. Má chịu. Mà nó đi đâu đây? Mẹ quay nó mặt mũi con lên luôn á chị. Mà nó đi đâu đây? Bé vô bạn này cho má. Sao chú hỏi con tên gì con? Nói cho chú nghe rõ. Không có đâu con đưa cái mặt con lên. Nghe rõ không? Con tên gì? Anh bỏ con đội xuống đi. Con tên gì? Mẹ. Không có sao má. Nghe lời má không? Nghe lời không? Mẹ. Mẹ bỏ tâm từ Cà Mau lên tới đây mẹ tìm con hiểu chưa? Nghe lời mẹ. Bỏ đi. Con vô con có gì. Mẹ quay mà. Không sao, không có gì hết. Bây giờ này. Cái mặt tôi ra luôn đây nè. Ê bây giờ ý con muốn về không? Bây giờ ý con có muốn về gia đình không? Muốn về không? Muốn về không con? Muốn về nhà không? Muốn về gia đình về. Nếu mà con muốn về thì con nói chuyện đàng hoàng. Ở đây mẹ sẽ bỏ tiền ra mẹ chuộc con về. Chứ không có gì tiền mẹ thủ trong cặp. Thế con vay của ai? Con vay của người ta. Đâu ai? Đâu? Đâu người ta gọi con gọi người ta ra đi. Gọi người ta ra được không? Gọi người ta đi. Gọi ra đi. Về của ai? Thưa phê này hỏi. Về. Để hỏi kỹ. Về có nhóm nào? Hải Phòng hay đám nào? Không biết nữa. Không biết người ta chỉ con quay. Ai chỉ vậy? Thế tiền đâu? Vay tiền đâu rồi? Bạn con là thằng nào chỉ vậy vậy à? Bạn con hay là bên đa cấp? Dạ bạn con. Ủa, nhưng mà tiền đâu? Vay tiền đâu rồi? Tiền có để đâu? Cái đấy đâu? Tiền để đâu à? Tiền. Đâu không? Vay á. Là vay tiền rồi. Con vay 200 triệu thì tiền đấy là đâu rồi? Tiền con để đâu? Chơi gì? Con chơi gì? Chơi điện thoại. Hả? Con chơi đâu chơi mạng nào con mở cho chuyện. Chơi mạng nào. Phải nó nói thằng con vô nó bị mất cái lối luôn rồi. Đâu đó nhưng mà cái mạng đâu? Đâu? Đâu chơi mạng nào? Chơi là phải biết phải không? Con chơi mạng nào? Nó kêu chủ nó 2 triệu nè, nó ta giữ nó mà giờ gì? Mất cả app rồi. Cái app sao mất được? Sao app bắt được? Không có mất hết. Không biết. Con chơi cái app đấy app tên gì? Trên web. Thế là con cho ai là người ký giấy cho con mượn tiền? Ai ký giấy mượn tiền? Mấy người? Dạ, đâu người đâu? Người đó nói chuyện mình nào? Không, con vẫn gọi cho người ta được mà. Con gọi ra đúng không? Ừ, con gọi đấy. Người đó ở đâu? Fan để hỏi người đó ở đâu? Người đó ở đâu? Người nói giọng mình nào? Miền Trung. Miền Trung hả? Rồi. Gọi ra đây. Gọi ra đây. Gọi đây. App làm bay mất app luôn. Không có. Mất app luôn. Mất app luôn. App nè. App là trên núi Bà Đen rồi. App mới á. Áp mới thì nó bà đen không áp vô trong đó gọi là nó bỏ trốn mất tiền. Thôi nhỏ này nó bị ra cấp rồi. Đa cấp. Đa cấp. Em nói với mấy anh á, đầu tiên là nó chơi hàng biết rồi. Xong rồi. Nó sợ máy quay biết rồi. Sợ máy quay. Xong rồi nó vô nó chơi qua bên cái tiền ảo luôn. Đa cấp. Con dẫn cái xe mẹ bỏ lên cho nó không thấy đồng bạc hảo chân. Không có đem gì. Rồi con gọi đi. Thôi gọi người ta ra đi. Mở loa ngoài đấy con. Mở mấy lời lớn lên. Ghi âm lại. Bấm. Không có ghi âm được chú ơi, điện thoại. Hay chưa? Rồi bây giờ tôi đem tiền nè, rồi chú hẹn ở đâu gặp tôi nè. Kêu con đi tới cái quán mà nó nhận tiền á. Hả? Kêu con đi tới cái quán cà phê nó nhận tiền. Nó lấy tiền á, nó mượn tiền á. Cà phê nào, chỗ nào tôi không biết đâu. Để con nhận tiền. Con đi đi cái chỗ. Hả? Rồi bây giờ chú đi ra đi chứ mà tôi có biết gì đâu. Bây giờ kêu con đi. Dạ chú có dạ không cặp dạ ở chữ đang cấp mai thằng này nhiêu tuổi thằng này tầm khoảng 20 năm tuổi trong lớp nữa nó ăn mặc lịch sự không ăn mặc quần áo cổ gì rồi hiểu quần thùng áo quần đen áo thì đóng thùng đúng không
Ở đó không, mấy này dân Hải Hầu nè. Không, không. Tôi chỉ có dân này ở Hải Phòng. Dân Hải Phòng á? Dân chịu với dân Hải Phòng. Thế mượn ký giấy đâu, giấy đâu? Giấy mượn. Con mượn trong phòng. Lấy, vào lấy. Dắt vào lấy giấy. Mang cái máy đi. Không, dắt vào lấy giấy. Kệ nó dắt vào lấy giấy đi. Trong phòng mà. Dắt đi vô đi. Ở chỗ mà. Dắt vào lấy giấy đi. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Mà đấy thôi. Phải 200 triệu hơn. Vì cái này là cái gì giả ảo rồi. Thôi bây giờ nè. Đi thôi giờ chỉ lên trên kia luôn đi. Chỉ lên đâu? Chỉ lên kia này bây giờ nó bắt cái chỗ này lắm. Bắt đâu? Ra đường nhiều lắm. Chỗ lòng dương nhiều lắm. Nó mỗi cái này nó làm gì. Những bé cầm tiền có được cầm tiền mặt không? Có. Bây giờ đâu gọi thằng ấy ra đây gặp. Không được, không được. Đấy là không nó được. Hẹn ngay cái quán mà con cầm tiền. Thôi vậy vậy đi. Nó hốc rồi. Nè bây giờ đem lên công an phường Thành. Đây là phường Thành bây giờ nó... Đấy, nó cho mượn có lời không? Dạ, lúc nào có lời. Đếm đúng đủ 200 triệu tiền mặt hay là 100 mấy? Hay là 100 triệu thành 200 triệu? Nói cho đào. Nhận tiền mặt từ bao tiền? Để chú giúp cho. Con gái từ đầu luôn. Đấy nhiều tiền. Con gặp ở đâu mà con quen? Dạ, con gặp bạn nhỏ đó 2 tháng rồi. Rồi gặp ở đâu? Gặp ở ngoài, bạn ở ngoài. Bạn tên gì? Dạ, tên Lại. Rồi, xong bạn ấy kêu em chơi cái gì? Chơi tiền nhảy. Rồi, chơi bạn ấy có chơi không? Dạ có. Bạn ở đâu rồi? Gọi bạn ra đây. Con nói số kết bạn với con. Thấy rồi. Chưa? Thôi cái này không phải tiền ảo, cái này là gia cấp gia ảo. Đa cấp. Ảo. Đây là dính mấy mẹ đa cấp rồi. Thôi đi về đi. Cái này thường xuyên rồi, nhưng mà nó khôn không ra. Giờ nó khôn không ra. Nó hẹn con ngay quán cà phê đó nhỉ. Hẹn cái gì nó không ra đâu. Thôi bây giờ thằng nào bắt đây, chú để chú được chịu cho. Bây giờ đi lại cầm cái giấy này để dắt lại công an phường Hiệp Thành. Rồi làm công an phường nên làm vụ này dữ lắm. Cầm đi nè, đi dắt lại công an phường. Rồi không, cái quán này nằm ở địa bàn này luôn phải không? Nó có giữ con cái gì không? Con giữ gì? Giữ gì? Con giữ công dân. Đi lại công an phường Hiệp Thành được đi. Nhưng bây giờ thông tin bây giờ phải dụng, bây giờ phải gọi nó ra. Không được, phải bây giờ phải làm có nó có thấy được rồi. Bây giờ nó cãi liền à? Bây giờ nó không xuất hiện đâu, nó cãi liền à? Chiếc xe đâu? Bán rồi. Bán tiền đi đâu? Trả tiền rồi. Bây giờ ai chẳng tiền lời bao nhiêu? Đi dẫn lại coi phường nè. Lên xe, lên xe. Cấp mà. Cấp. Đa cấp. Không có hồi cứ vô đây. Cái giấy là giấy ảo rồi. Giấy ảo mà đa cấp. Rồi, rồi. Cảm ơn các bạn. Đa cấp. Đi ra coi phường. Đang phường. Đây. Chúng ta cấp rồi. Mới có việc được chứ. Đi. Đi lên xe. Đã ra phường, cái này quán công nghệ. Trong phòng còn cái gì không? Đi. Lên. Lên. Được. Cứ đi. Cô này với chị này bây giờ đến giờ đã chuyển thải là có đứa con và đứa cháu đã bị nghe nói là bị tống tiền không, là đã bị bắt nhốt không, rồi bây giờ anh em sẵn sàng giúp đỡ giúp bằng tình cảm của người, đây là làm miễn phí này giúp dùng đó. Ai có điện thoại đó tắt đi cái. Bây giờ bà con rất là ơn chia sẻ cho bà con nghe để anh em còn công việc nữa. Chắc là đau khổ, giờ trưa 12 giờ anh em cũng còn đi làm nữa. Rồi, xin phép chào chị gái. Chị cho biết là chị họ tên là gì? Chị Hoan. Trần Thị Hoan à? Chị nhiêu tuổi rồi chị Hoan?
Chị nhiêu tuổi rồi? 50. Chị 50 tuổi à? Rồi hôm nay chị đi cùng với ai đây? Em chồng à? Rồi chị đi cùng em chồng về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ấy, kêu câu chuyện cụ thể là câu chuyện gì? Con gái chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 23. 23 tuổi. Con gái chị sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Ngày 1 tháng 1. Năm mấy? Năm nay năm 3 tuổi. À là 2001 đúng không? Hay là 2000? Rồi con chị là bị người ta bắt ở đâu? Ừ. Công ty có người vụ đi vô cái hàng đa cấp. Rồi nó kêu là nó vô trong trỏng là trước khi đi là nó lấy chiếc xe. Chiếc xe đi rồi bắt đầu là nó đi rồi thời gian nó kêu tôi gửi tiền lên. Gửi tiền lên thì tôi không có tiền gửi. Gửi nhiêu chị? Nó kêu gửi mười mấy 20 triệu gì đó mà tôi không có tiền. Tôi không có tiền. Nó tổng cộng chị gửi cho con chị nhiêu rồi, gửi chưa? Không, nói chung là tôi không có gửi. Thế đến giờ phút này là con chị đang ở đâu, chị biết không? Nó đang ở Thành 1. Hẹp Thành 1 à? Rồi con chị thông báo cho chị làm sao nào? Thông báo là nó nói về nó thiếu nợ. Thiếu nhiêu? Nó thiếu là 200 triệu, nó kêu đem 200 triệu ra trả là cho nó về. Ờ, vậy là con chị đang bị người ta bắt à? Ờ, là nó nói... Ai bắt? Không biết ai bắt thì không biết, mà nó nói giờ nó ở đó, nó là có người canh giữ nó gì đó. Ai canh, mấy người canh? Nó là có người đảo tới đảo luôn, không cho ra. Dân không cho mà không cho ra. À, không ra kêu đem tiền vô là. Thế là từ sáng là chị về đây nhờ anh em mình chị Bình Dương, bây giờ mình có tiền chưa? Có tiền chưa? Có rồi. À, hôm nay có tiền là đi để chuộc con đúng không? Con vậy đó. À, bây giờ con chị là có thanh niên nào gọi không? Có người đàn ông nào gọi hăm dọa không? Có. Người ta hăm dọa sao? Nói phải đem cái chiều, phải đem tiền ra. Từ giờ đến chiều phải đem tiền ra. Đem nhiêu chị? 200 triệu đó. 200 triệu. Mà tôi nói vậy tôi kiếm chưa có. Ờ. Ừ. Nó là hứa là thiếu nó phải trả cho nó. Ờ. À. Con chị nói là không trả tiền thì à, người ta có nói là không trả tiền người ta bắt con chị không? Là con nhỏ gái nó nói nếu ở đây tới 20 mà không đem 200 triệu ra là bắt con tôi ở tù. Ồ. Vậy giang hồ bắt con đi tù luôn. Ờ, đi tù luôn. Rồi bây giờ này nhá. Anh em bây giờ cũng chưa biết là cái câu chuyện chị chia sẻ này chưa biết là đúng hay không. Nhưng mà theo thông tin chị và người nhà chia sẻ là hiện nay là con chị làm việc tại Bình Dương và bị chúng lừa vào một cái đường dây đa cấp. Có thể là anh em đây đang suy đoán và còn chưa biết đúng hay không. Có thể là chúng bán những hàng đa cấp để dụ con chị bắt ký giấy vay mượn tiền. Và có thể con chị hiện nay đang ký thật. Còn hàng là hiện nay không có hàng mà hàng ảo không à. Mà giấy tờ thậm chí là những giấy tờ mà giấy gọi là giấy tào lao thôi. Thế vì vậy bây giờ là anh em sẽ đi cùng chị. Nếu đúng thực sự mà người ta bắt cóc con chị để tống tiền thì anh em sẽ liên hệ bên công an để giúp gia đình mình nhá. Rồi bây giờ vậy đúng nhá. Rồi anh em mình lên đường đi. Rồi đi. Hiện nay còn rất nhiều người đây cô chú chị. Rồi mình đi đi. Rồi chị kêu ấm hai con cho về luôn. Rồi lên đường.